Ôi trời à, được, thì cái này được. Tôi biết thì kêu nhây nhá. Ê, cái F của con ES đó có trùng với ulti con Tauren không ta? Có hả? Vậy phải pick cái skill có phát khác để farm mà. Phu nào? Tớ hết ulti rồi. Cái skill đó là Tauren đó. Tới hai ulti rồi cậu, không phải tôi né đâu, cậu hiểu không? Không, tớ đi gank được mà cậu này, tớ bỏ đi tớ không gank được đâu. Hai bốn, hai lăm ba hai, hai bốn hai tám, hai bốn ba một. Biết cái bút chưa? Được, biết cái bút chưa luôn, hù nó. Tớ thích skill đi chơi mà cậu. Thiếu cái máu chan thôi. Khùng hả bạn? Hen ai hen rồi thì chỉ có một ai hen. Bộ này mạnh lắm. Khóa khóa tí sửa tón quay còn nó đấm kìa, yeah, nó qua nó đánh nhau kìa, tập game luôn. Anh biết vì sao ông cầm game không? Ông thấy con bút chơi này, ông cầm game. Chịu rồi. Ê, không tự sát được kìa. Phải đó tự sát được là ngon rồi. Mà sao nãy con VIP nó quay được chỗ anh vậy? Nó quay được chỗ con Tini vậy? Chắc hả? Ồ, VIP chắc. Làm gì có trùng D. Bộ ăn làm gì có skill mà trùng D. Chết bé à, một thời gian.
cuộc sống mà. Mày tao hụt lấy hết thời gian. Ngoài chơi lên được lên 11. Toàn hấp hối liền chạy liền. Storm A3 nữa nha, Storm có A3 đó. Con này đứng gần chết nè. Chết. cứ làm như thế đi cậu. Các cậu cứ làm như thế đi. Rồi con VIP này. VIP. VIP. Không chết kìa. Trừ giá cho em, trừ giá cho em đi. Bỏ mẹ. Chết. Không nói gì nữa hết. Đúng rồi. Mình à chết leo à. Mà này khùng. Khùng. Đúng rồi. Cái đó là anh đổi mạng đó. Anh thấy nó phản đam, anh cứ ulti nó là hồi sinh dậy. Nếu mà nó hồi sinh dậy thì sẽ vẫn còn anh Nguyên. Làm gì?
Để im nhé anh Long, để im, anh Long để im. Rồi. Để im, để im. Nó đánh em là đã chết mà. Đây. Cậu ơi, cho tới một thunder được không cậu? Chỉ một thunder thôi. Hai cái thì càng tốt. Ok. Không đủ. Mình chim đâu cần kéo đâu. Từ to mất đi bay nè. Mình xin. Cậu ơi cho tớ thêm một cây nữa được không cậu? Tớ lên cái hết mới đủ mana. Né được. Hết thì trang sạch rồi kìa. Ma nớp vô à? Không có đâu. Về tele về cậu à. Chạy vô nhà người ta lấy game mới ghê chứ. Chết rồi. Bay sao mà kịp. Bay sao mà kịp. Đánh thường chết á, con này là đánh thường chết á. Con nít trong hồ kìa. A3 đúng rồi. Game này chơi A3 mà. Lên Vladimir nhé. Nhưng mà tao không có tốc đấm. Tự ý tốc đánh quá. Khóa cây lại, khóa cây cái con crab lại cậu. Trời ơi, muốn chơi anh hổ.
chơi anh hồ. Định chứ chơi. Muốn chơi đỉnh không các không? Tính đam của nó theo phần trăm máu của ông. Máu chứ không phải strength đâu nha, phần trăm máu á. Bởi vậy tôi mới bỏ cái kéo đó. Hello Nam.